Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 4, phẩm Pháp Sư thứ 10. Kinh Văn: Bấy giờ, Đức Thế Tôn vì Bồ Tát Dược Vương mà bảo 80.000 đại sĩ rằng: Dược Vương, ông thấy đó, trong đại chúng vô lượng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải là người, và hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, kẻ cầu thanh văn, kẻ cầu bích chi Phật, kẻ cầu Phật đạo, các loài như thế đều ở trước Phật, nghe một câu, một bài kệ kinh Pháp Hoa, cho đến một niệm tùy hỷ, ta đều thọ ký cho họ, sẽ được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Phẩm này gọi là phẩm Pháp Sư. Pháp Sư phân làm 5 loại. 1. Thọ trì Pháp Sư, tức là thọ nơi tâm, trì nơi thân, vĩnh viễn chẳng quên mất nghĩa kinh. Trong tâm hiểu rõ đạo lý Phật Pháp, còn thân thể thì chiếu theo Phật lý thực hành, tu tất cả các Pháp. 2. Pháp Sư đọc tụng kinh văn. 3. Pháp Sư tụng thuộc lòng kinh văn. 4. Pháp Sư biên chép kinh văn. 5. Pháp Sư vì người khác giảng giải kinh văn. Hay thọ trì, đọc, tụng, biên chép, ấn tống rất có ích lợi đối với chính mình. Nếu hay vì người khác giảng giải kinh văn, thì đó là lợi mình lợi người. Pháp Sư diễn nói nghĩa lý, cũng có thể nói là lấy Pháp làm thầy. Pháp Sư thuyết Pháp, tức là lấy Phật Pháp bố thí cho kẻ khác. Phẩm này, Phật thọ ký cho tất cả các Pháp Sư, như 5 loại Pháp Sư đã nói ở trên, cho nên gọi là phẩm Pháp Sư. Lúc đó, Phật nói với Bồ Tát Dược Vương và 80.000 vị đại sĩ: Dược Vương, ông có thấy chăng? Đại chúng ở trong Pháp hội này có vô lượng chư thiên, Long Vương, Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Kalola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, người và chẳng phải người. Còn có hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ. Có chúng thanh văn tu Pháp tiểu thừa, có chúng bích chi Phật tu trung thừa, có bậc tu đại thừa Phật đạo. Nhiều giống loài khác nhau này đều ở trước Đức Phật, nghe Phật nói mỗi một câu Pháp, mỗi một bài kệ của Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, cho đến một niệm của các vị đó mà sinh một niệm tùy hỷ khen ngợi bộ kinh này, thì ta đều thọ ký cho họ, khiến cho họ cũng được quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh Văn: Đức Phật bảo Dược Vương, lại nữa, sau khi Như Lai diệt độ, nếu có người nào, dù chỉ nghe được một câu, một bài kệ của Kinh Pháp Hoa mà sinh một niệm tùy hỷ, thì ta cũng thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác cho người đó. Nếu lại có người thọ trì, đọc tụng, giải thích, diễn nói, biên chép Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, dù chỉ một bài kệ, mà ở nơi kinh này cung kính xem chư Phật, cúng dường các thứ hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, cho đến chắp tay cung kính, Dược Vương nên biết, những người đó tức đã từng cúng dường 10.000 ức các đức Phật, ở chỗ các đức Phật thành tựu nguyện lớn, vì thương xót chúng sinh nên sinh vào thế gian này. Giảng giải: Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương, sau khi ta diệt độ, nếu như có người nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, cho đến nghe được một câu hoặc một bài kệ của bộ kinh này, mà ở trong một niệm sinh tâm vui mừng khen ngợi, ta đều thọ ký thành Phật cho người đó. Giả sử lại có người thọ trì, đọc tụng, biên chép, giải thích nói bộ kinh này, hoặc chỉ vì người giải thích nói một bài kệ của kinh văn, mà người đó lại cung kính lễ bái, xem kinh Pháp Hoa giống như Phật không khác. Người đó cúng dường đủ thứ, nào dùng hoa, hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc để cúng dường, cho đến chỉ chắp tay lại lễ bái. Dược Vương, ông nên biết, họ đã từng cúng dường 10.000 ức các đức Phật. Những người đó
ở tại cõi nước chư Phật thành tựu thệ nguyện của họ đã phát. Chỉ vì họ từ bi thương xót tất cả chúng sinh, cho nên sinh vào thế giới này. Mục đích chỉ muốn độ tất cả chúng sinh đồng đến bờ kia. Cho nên nói, họ đều là hóa thân của Đại Bồ Tát để đến giáo hóa chúng sinh. Kinh văn: Dược Vương, nếu có người hỏi, những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật, thì nên chỉ những người đó ở đời vị lai, tất sẽ được thành Phật. Tại sao? Vì nếu người thiện nam, người thiện nữ, thọ trì đọc tụng giải thích nói kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, hoặc dùng các thứ, hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, để cúng dường kinh quyển, chắp tay cung kính, thì người đó là chỗ đáng chiêm ngưỡng tôn thờ của tất cả thế gian. Nên đem đồ cúng dường Như Lai mà cúng dường cho người đó. Giảng giải: Dược Vương, nếu có người hỏi ông, những chúng sinh nào ở đời vị lai sẽ được thành Phật, thì ông nên chỉ những người đó. Chỉ có những người thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, ở đời vị lai chắc chắn sẽ được thành Phật. Vì sao? Giả sử có người thiện nam, người thiện nữ, hay thọ trì, đọc tụng, giải nói biên chép bộ kinh Pháp Hoa này, cho đến một câu, hoặc dùng hoa, hương, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, âm nhạc, để cúng dường bộ kinh này. Tại sao chúng ta cần cúng dường kinh quyển? Vì kinh quyển là pháp thân của chư Phật. Thậm chí, nếu ai chắp tay cung kính bộ kinh này, thì người đó là chỗ đáng chiêm ngưỡng và tôn thờ của tất cả thế gian. Chúng ta cũng nên cúng dường vị pháp sư này như cúng dường Phật không khác. Kinh văn: Nên biết người đó là Đại Bồ Tát, thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, thương xót chúng sinh mà nguyện sinh vào thế gian này, để rộng nói phân biệt kinh diệu pháp Liên Hoa, hà huống là người hay thọ trì và dùng các thứ cúng dường. Dược Vương, nên biết người đó tự xả bỏ nghiệp báo thanh tịnh, sau khi ta diệt độ, vì thương xót chúng sinh mà sinh vào đời ác để rộng nói kinh này. Giảng giải: Ông nên biết, sau khi Phật diệt độ, nếu có người hay giải thích nói bộ kinh Pháp Hoa này, họ đều là hóa thân của Đại Bồ Tát. Họ sớm đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ bất quá vì thương xót chúng ta chúng sinh ở trong đời ác năm trượt này mà phát đại thệ nguyện tái sinh vào thế gian này để rộng diễn nói và phân biệt giải thích bộ kinh Pháp Hoa. Hà huống là những người đó hết lòng thọ trì và dùng đủ thứ để cúng dường bộ kinh này. Dược Vương, ông nên biết, những người đó đều đã thành tựu vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát nguyện trở lại độ tất cả chúng sinh, mà xả bỏ đi nghiệp báo thanh tịnh của họ. Sau khi ta diệt độ, vì thương xót tất cả chúng sinh, mà sinh vào đời ác năm trượt này, vì tất cả chúng sinh rộng diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh văn: Sau khi ta diệt độ, nếu có người thiện nam, người thiện nữ, hay riêng vì một người nói kinh Pháp Hoa, dù chỉ một câu, nên biết người đó là sứ giả của Như Lai, được Như Lai sai khiến, làm việc của Như Lai. Hà huống ở trong đại chúng rộng vì người nói. Giảng giải: Giả sử, có người thiện nam thiện nữ, sau khi Phật diệt độ, hay riêng vì một người diễn nói bộ kinh Pháp Hoa này, dù chỉ một câu hoặc chút phần, phải biết rằng người đó là sứ giả của Như Lai, như được Phật phái đến, để vì người thế gian giảng giải kinh Pháp Hoa, hà huống người đó ở trong đại chúng, vì người khác rộng nói bộ kinh này. Kinh văn: Dược Vương, nếu có kẻ ác dùng tâm bất thiện, ở trong một kiếp hiện thân ở trước Phật, thường hủy báng mắng người chửi Phật, tội của người đó còn nhẹ. Nếu có người dùng lời ác hủy báng mắng chửi người tại gia hoặc xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì tội đó nặng hơn. Giảng giải: Dược Vương, nếu như có kẻ tánh ác, dùng tâm bất thiện ở trong một kiếp,
hiện thân ở trước Phật, luôn luôn hủy báng mắng chửi Phật, thì tội báo của người đó còn nhẹ. Song, nếu như có người dùng một lời ác hủy báng mắng chửi người tại gia hoặc người xuất gia đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì người đó tội báo nặng hơn so với người hủy báng Phật. Tại sao? Vì Phật từ bi bình đẳng. Nếu ai hủy báng hoặc khen ngợi Phật như thế nào, thì Phật cũng đều như như chẳng lay động. Song, nếu một người đọc tụng kinh Pháp Hoa chưa chứng đắc vô sinh pháp nhẫn mà có người hủy báng, khiến cho họ sinh tâm sân hận hoặc tâm thối lùi, làm cho họ chẳng thành tựu đạo nghiệp, thì tội của người hủy báng đó nặng hơn rất nhiều so với hủy báng Phật. Hơn nữa, kinh Phật là pháp thân của Phật. Nếu ai hủy báng kinh Phật, tức cũng là hủy báng pháp thân Phật. Trong kinh Kim Cang có nói, phàm chỗ nào có kinh điển là chỗ đó có Phật. Kinh Văn Dược Vương: nếu có người hay trì tụng kinh Pháp Hoa, thì nên biết người đó dùng sự trang nghiêm của Phật mà tự trang nghiêm cho mình, tức được mang vác trên vai của Như Lai. Người đó đến đâu đều nên hướng về người đó làm lễ, một lòng chắp tay, cung kính cúng dường, tôn trọng khen ngợi, dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, cổ tiệc, tấu các âm nhạc, đem đồ tối thượng trong thế gian để cúng dường người đó. Nên dùng hoa báu cõi trời rải trên thân người đó, vì người đó là báu tụ trên trời, nên cúng dường như thế. Giảng giải: Dược Vương, nếu có người đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì ông nên biết người đó được sự trang nghiêm giống như tượng Phật. Người đó như được mang vác trên vai của Phật. Bất cứ người đó đi đến đâu, thì mọi người đều nên hướng về người đó cung kính đảnh lễ, một lòng chắp tay thưa hỏi cung kính, mà cúng dường tôn trọng khen ngợi người đó. Dùng hương hoa, anh lạc, hương bột, hương xoa, hương đốt, lọng lụa, tràng phan, y phục, cổ tiệc, các thứ âm nhạc để cúng dường người đó. Lại có thể dùng đồ cúng dường tối thượng nhất trong thế gian để cúng dường người đó. Nên dùng hoa báu trên trời rải trên thân người đó, vì người đó là báu tụ trên trời, đáng thọ sự cúng dường như thế. Kinh Văn: tại sao? Vì người đó ưa thích thuyết pháp, khiến cho người nghe trong chốc lát liền được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bấy giờ, Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải, vì sao người đó được cúng dường như thế? Vì người đó rất ưa thích thuyết pháp, khiến cho đại chúng trong thế gian chốc lát có thể đắc được rốt ráo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Lúc đó, Đức Phật muốn vì đại chúng trong pháp hội thuật lại tỉ mỉ rõ ràng hơn, để cho đại chúng dễ hiểu, bèn nói ra bài kệ rằng: Kinh Văn: nếu muốn trụ Phật đạo, thành tựu trí tự nhiên, luôn siêng năng cúng dường, người thọ trì Pháp Hoa, có người muốn mau được, nhất thiết chủng trí huệ, nên thọ trì kinh này và cúng dường người trì. Giảng giải: nếu như có người muốn trụ ở trong Phật giáo, thế nào gọi là trụ ở trong Phật giáo? Tức là một lòng hướng về Phật đạo. Bất luận là cảnh giới thuận hoặc nghịch đến đều chẳng lay động. Đó mới là chân chánh trụ ở trong Phật đạo. Vậy muốn trụ ở trong Phật đạo thì trước hết phải thành tựu trí tự nhiên. Trí tự nhiên cũng gọi là trí vô sư. Tức là chẳng cần sư phụ chỉ đạo vì đã giác ngộ tất cả các pháp. Như Ngũ Tổ Đại Sư nói: hợp thời ta độ ngươi. Lục Tổ Đại Sư nói: khi mê thì thầy độ, khi ngộ thì tự độ. Đó là đắc được trí huệ tự nhiên, cũng như qua sông chẳng cần thuyền. Vậy chúng ta làm thế nào mới có thể đắc được trí huệ tự nhiên? Phải luôn luôn siêng năng tinh tấn, cung kính cúng dường các vị pháp sư thọ trì, đọc tụng, biên chép, diễn nói kinh Pháp Hoa. Nếu như có người lại muốn mau chóng đắc được bao la vạn hữu, tất cả trí huệ viên mãn, thì hãy luôn luôn tâm niệm bộ kinh vi diệu này, thân thực hành thọ trì, đọc tụng kinh Pháp Hoa này,
và còn thường xuyên cúng dường những người khác thọ trì kinh Pháp Hoa, người đó chắc chắn sẽ đắc được nhất thiết trí huệ viên mãn của Phật. Có trí huệ viên mãn thì chẳng còn mê nữa. Đó là chân chánh trụ ở trong Phật Đạo. Kinh Văn. Nếu có người thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là sứ của Phật, thương xót các chúng sinh. Những người hay thọ trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, xả bỏ cõi thanh tịnh, thương chúng sinh vào đời, nên biết người như thế chỗ muốn sinh tự tại. Ở trong đời ác này, rộng nói pháp vô thượng, nên dùng hương hoa trời và y báu cõi trời, diệu báu tụ trên trời, cúng dường người thuyết pháp. Giảng giải. Nếu như có người hay thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì bạn nên biết những người đó đều là sứ giả của Phật đến. Vậy tại sao họ lại nguyện sinh vào đời ác năm trượt này? Vì họ thương xót tất cả chúng sinh, cho nên phát nguyện trở lại độ thoát tất cả chúng sinh. Hết thảy những người hay thọ trì kinh Pháp Hoa, họ đều xả bỏ cõi thật báo trang nghiêm mà nguyện sinh vào đời ác năm trượt. Bạn nên biết, những người đó chẳng phải thọ nghiệp báo mà sinh vào nhân gian, mà họ tự tại muốn vào thế gian này. Và còn ở trong đời ác năm trượt, rộng nói bộ kinh Diệu Pháp Vô Thượng này để giáo hóa tất cả chúng sinh. Cho nên, khi chúng ta gặp người thọ trì diễn nói bộ kinh này, thì nên dùng các thứ hoa trời, hương trời và đồ báu trên trời, y phục, báu vật tốt nhất trên trời, để cúng dường người thuyết pháp này. Chúng ta người tu đạo, đừng nên nghe thọ trì kinh Pháp Hoa đắc được nhiều thứ cúng dường, thì mau mau học tập thọ trì giải nói kinh Pháp Hoa. Thứ vọng niệm như thế rất sai lầm. Chúng ta thọ trì tụng niệm kinh điển là vì tu hành, liễu sinh thoát tử, vì hoằng dương kinh Pháp Hoa, chứ chẳng phải vì muốn tham đồ cúng dường. Tổ sư Đạt Ma có một vị đệ tử, cô ta chuyên môn trì tụng bộ kinh Pháp Hoa này. Sau khi cô ta chết đi, trong miệng sinh ra một đóa hoa sen màu xanh. Đó cũng là công đức của cô ta tụng niệm kinh Pháp Hoa. Cho nên chúng ta phải mau luôn luôn dụng công tu hành. Ví như ngoài việc dịch kinh điển, khóa lễ sớm tối, còn phải chuyên trì pháp môn mà mình thích tu. Như thế thì trên đường tu mới kiên cố công phu tu hành của mình. Đừng tùy ý để thời gian trôi qua lãng phí. Do đó, bất luận là người tại gia hay xuất gia, đều nên quán không, vô ngã, mới có thể xa lìa vọng niệm, đắc được tịch tỉnh. Muốn bớt đi tập khí mau bệnh của mình, thì hãy sửa đổi tập khí mau bệnh. Được như thế, thì mới có thể trụ nơi Phật Đạo, mới có thể tương ưng với Phật Pháp. Kinh Văn. Đời ác sao ta diệt? Người hay trì kinh này, nên chắp tay kính lễ, như cúng dường Thế Tôn, bày tiệc ngon thượng hạng, và các thứ y phục, cúng dường Phật tử đó, mong được chốc lát nghe. Nếu người ở đời sau hay thọ trì kinh này, ta phái họ trong đời làm việc của Như Lai. Giảng giải. Sau khi Đức Phật diệt độ, người hay thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này ở trong đời ác năm trượt, thì chúng ta nên hướng về người đó, chắp tay lễ bái cung kính cúng dường người thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này như cúng dường Phật, đem đồ ngon vật lạ và các thứ y phục để cúng dường vị Pháp tử này. Hy vọng ở trong thời gian rất ngắn, nghe được bộ kinh Pháp Hoa này. Nếu ở trong đời vị lai, có người hay thọ trì và giải nói bộ kinh này, thì người đó giống như ta phái họ vào nhân gian, làm việc của Phật làm, tức là chuyên thọ trì, đọc tụng, biên chép, vì người giải nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh Văn. Nếu ở trong một kiếp, thường ôm lòng bất thiện, nổi giận mà mắng Phật, mắc vô lượng tội nặng. Nếu có người trì tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chốc lát dùng lời mắng, tội này lại hơn kia. Giảng giải. Nếu như có người ở trong một kiếp, thường ôm lòng bất thiện, nổi giận mà mắng chửi Phật,
người này mắc vô lượng tội nặng như núi Tu Di, nói chẳng hết được. Song, nếu có người hay thọ trì đọc tụng Kinh Pháp Hoa, lại có người mắng chửi trong thời gian rất ngắn, thì người này tội nặng hơn người mắng chửi Phật. Kinh văn: có người cầu Phật đạo, mà ở trong một kiếp, chắp tay ở trước ta, dùng vô số kệ khen. Do vì khen ngợi Phật, được vô lượng công đức, khen tốt người trì kinh, phước này lại hơn kia. Giảng giải: nếu như có người một lòng cầu Phật đạo, mà ở trong một kiếp, ở trước Phật chắp tay kính lễ, còn dùng vô số bài kệ để khen ngợi Phật, cho nên được công đức như số cát sông Hằng. Nếu có người hay khen ngợi người trì Kinh Pháp Hoa, thì phước của người đó lớn hơn so với sự khen ngợi Phật. Kinh văn: trong 80,000 ức kiếp, dùng sắc thanh diệu nhất, cùng với hương vị xúc, cúng dường người trì kinh. Cúng dường như thế rồi, nếu chốc lát được nghe, thì nên tự vui mừng. Nay ta được lợi lớn, Dược Vương, nay bảo ông, các kinh của ta nói, mà ở trong các kinh, Pháp Hoa là bậc nhất. Giảng giải: có thể ở trong 80 ức kiếp, dùng sắc thanh diệu tốt nhất và hương, vị, xúc, diệu tốt nhất để cúng dường người thọ trì Kinh Pháp Hoa. Cúng dường như thế rồi, nếu ở trong chốc lát mà được nghe bộ Kinh Pháp Hoa này, thì tự vui mừng. Vì hôm nay được nghe bộ Kinh Pháp Hoa này, được lợi ích rất lớn. Lợi ích gì? Tức là được cơ hội thành Phật. Do đó có câu: niệm câu Nam Mô Phật, đều cùng thành Phật đạo. Huống gì được nghe bộ Kinh Pháp Hoa vi diệu này? Tại sao tôi nói thọ trì Kinh Lăng Nghiêm thì khai mở đại trí huệ? Thọ trì Kinh Pháp Hoa thì có thể tu thành Phật đạo. Vì bộ Kinh Pháp Hoa này là thanh tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật, viên mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật và Thiên Bách Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Cũng có đủ 3 thân, 4 trí, 5 mắt, 6 thông của Phật. Cho nên nói, Kinh Pháp Hoa là vua trong các kinh. Do đó, Đức Phật lại nói với Bồ Tát Dược Vương và đại chúng trong Pháp hội: Dược Vương, hôm nay ta nói với ông, tất cả kinh điển của ta nói, từ thời Hoa Nghiêm, A Hàm, Phương Đẳng đến thời Bát Nhã. Mà trong các kinh điển đó, thì Kinh Pháp Hoa là bậc nhất, cho nên nói là vua trong các kinh. Cho nên, chúng ta chỉ cần nghe được bộ Kinh Pháp Hoa này thì đã kết nhân duyên thành Phật thù thắng với Kinh Pháp Hoa. Tương lai, chắc chắn ở trong khắp hội chúng hàng thanh văn, hữu học, vô học, 2.500 người, nếu ai dũng mãnh tinh tấn thọ trì bộ Kinh Pháp Hoa này, thì chắc chắn sớm gần gũi tất cả chư Phật Bồ Tát trong 10 phương, gặp nhau trong hội Long Hoa. Kinh văn: bấy giờ, Đức Phật lại bảo Bồ Tát Dược Vương rằng, kinh điển của ta nói vô lượng ngàn vạn ức, đã nói này nói và sẽ nói, mà ở trong các kinh đó, thì Kinh Pháp Hoa khó tin khó hiểu nhất. Dược Vương, kinh này là tạng bí yếu của chư Phật, không thể phân chia vọng trao cho người. Là kinh được các chư Phật giữ gìn bảo hộ, từ xưa đến nay chưa từng bày nói. Mà kinh này lúc Như Lai còn hiện tại, đã có nhiều kẻ oán ghét, huống chi sau khi Như Lai diệt độ. Giảng giải: sau khi Phật nói kệ ở trên rồi, vì không để cho tất cả chúng sinh sinh tâm hoài nghi đối với bộ Kinh Pháp Hoa này, cho nên lần nữa lại nói với Đại Bồ Tát Dược Vương: tất cả Phật Pháp Kinh Tạng của ta nói ra, có vô lượng vô biên nhiều trăm ngàn vạn ức bất khả thuyết. Pháp đã nói trong quá khứ, Pháp hiện tại đang nói,
Pháp sẽ nói đời vị lai, thì bộ Kinh Pháp Hoa này khó tin khó giải nói. Vì bộ Kinh Pháp Hoa này quá áo diệu, nên phải có diệu nhân mới có thể tiếp thọ và thọ trì kinh này. Bộ Kinh Pháp Hoa này cũng là tạng pháp quan trọng và bí mật nhất của mười phương chư Phật, chưa bao giờ hướng ngoài bài nói. Mười phương chư Phật đều cùng hộ trì bộ kinh này, cho nên không bài nói ra bộ kinh này. Do đó, từ xưa đến nay, đều chẳng tỉ mỉ nói bài ra. Tại sao? Vì một số người chẳng tin bộ kinh này, và khi ta nói ra bộ kinh này, thì có rất nhiều thiên ma ngoại đạo, bàn môn tả đạo, đều sinh tâm oán hận và tâm đố kỵ, huống chi sau khi ta diệt độ. Kinh văn: Dược Vương nên biết, sau khi Như Lai diệt độ, ai hay biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, vì người khác nói bộ kinh này, thì được Đức Như Lai lấy y trùm cho, lại được các Đức Phật ở phương khác hộ niệm cho. Người đó có sức tin lớn và sức chí nguyện, các sức căn lành, nên biết người đó cùng với Đức Như Lai ở chung, được Đức Như Lai lấy tay rờ đầu người đó. Giảng giải: Tuy nhiên như vậy, Phật cũng phải nói ra bộ kinh này. Do đó, Dược Vương, ông nên biết sau khi Phật vào Niết Bàn, nếu có ai hay biên chép, thọ trì, đọc tụng, cúng dường, và vì người khác giảng giải nói nghĩa lý bộ kinh này, thì có thể được Phật lấy Ikasa trùm lên thân người đó, và còn được mười phương chư Phật luôn luôn bảo hộ gia bị cho người đó, khiến cho họ khai mở đại trí huệ. Người đó đầy đủ sức tinh lớn, do đó có câu: Phật Pháp như biển cả, có niềm tin mới vào được. Nếu chẳng có niềm tin, thì không thể vào trong Phật Pháp. Phải có niềm tin mới có công đức, mới có thể tu hành. Do đó, nếu có ai hay thọ trì Kinh Pháp Hoa, thì họ tất nhiên có niềm tin lớn. Dù thế nào đi nữa, thì họ không thể nào sinh tâm hoài nghi đối với bộ kinh này, mà còn phát chí nguyện vững chắc để phụng trì bộ kinh này. Tại sao những người này có niềm tin và chí nguyện như thế? Vì họ trong quá khứ đã trồng xuống các căn lành và hạt giống bồ đề. Ông nên biết họ với chư Phật thường ở chung với nhau, được Phật rờ đầu. Rờ đầu là biểu thị từ bi, chẳng bỏ tất cả chúng sinh, tức là Phật dùng oai đức của Ngài để gia bị cho tất cả chúng sinh, khiến tiêu trừ tất cả chướng ngại, được khai mở trí huệ của Phật. Kinh văn: Dược Vương, bất cứ nơi chốn nào, hoặc có người nói, đọc tụng, biên chép, hoặc có quyển kinh này ở đó, thì nên xây dựng tháp bảy báo cho thật cao rộng, trang nghiêm. Không cần an trí xá lợi nữa. Tại sao? Vì trong đó đã có toàn thân của Như Lai. Tháp đó nên dùng tất cả các hoa, hương, anh lạc, lộng lụa, tràng phan, âm nhạc, ca sướng, cúng dường, cung kính, tôn trọng, khen ngợi. Nếu có ai thấy được tháp này mà lễ bái cúng dường, thì nên biết những người đó đều gần vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải: Dược Vương, bất cứ ở đâu, nếu có ai giải nói, đọc tụng, biên chép và có bộ kinh Pháp Hoa này ở đó, mà xây tháp bằng bảy báo, tháp đó cao rộng và trang nghiêm, chẳng cần an trí xá lợi vào trong tháp đó nữa. Vì sao? Vì nếu an trí bộ kinh Pháp Hoa này vào trong tháp, thì đồng như có pháp thân của Phật ở trong đó. Chúng ta nên dùng tất cả các thứ hoa, hương, anh lạc, lộng lụa, tràng phan, âm nhạc, ca sướng để cúng dường và cung kính tôn trọng khen ngợi bảo tháp này. Nếu có người thấy được tháp bằng bảy báo này mà hướng về tháp báo này đảnh lễ cho đến cúng dường, thì nên biết những người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn: Dược Vương, có nhiều người tại gia hoặc xuất gia thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu không thể thấy, nghe được người đọc, tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường Kinh Pháp Hoa này, thì nên biết người đó chưa khéo hành Bồ Tát Đạo.
Nếu có người nghe kinh điển này thì mới khéo thực hành Bồ Tát Đạo. Nếu có chúng sinh cầu Phật Đạo, nếu thấy hoặc nghe được kinh Pháp Hoa này, người đó nghe rồi, tin hiểu thọ trì, nên biết người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Dược Vương, có rất nhiều người tại gia và xuất gia tu hành đạo Bồ Tát. Nếu họ không thể thấy, nghe được người đọc tụng, biên chép, thọ trì, cúng dường kinh Pháp Hoa, thì ông nên biết những người đó chưa thực hành viên mãn Bồ Tát Đạo. Nếu người hay thực hành Bồ Tát Đạo lại hay thấy nghe được người thọ trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì họ mới tu hành Bồ Tát Đạo viên mãn. Ngoài ra, có những chúng sinh một lòng muốn cầu quả vị Phật. Nếu thấy được, nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, nghe rồi thâm nhập, hiểu rõ và tu trì bộ kinh Pháp Hoa này, thì những người đó gần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Kinh văn. Dược Vương, ví như có người khát nước, ở nơi vùng cao nguyên đào khoét tìm nước, thấy đất còn khô, biết nước còn xa, cố gắng đào không ngừng, bèn thấy đất ướt, dần dần đến bùn, tâm người đó biết chắc sắp tới nước. Giảng giải. Dược Vương, ví như có người cảm thấy rất khô khát, cần nước để giải khát, do đó ở nơi vùng cao nguyên đào giếng muốn được có nước, song vì chỗ này là nơi cao cho nên đất rất khô. Đó cũng là ví dụ cho tập khí mau bệnh của chúng ta cao như núi Tu Di. Nếu trên đỉnh núi Tu Di mà muốn tìm chút nước, thật là việc rất khó khăn. Do đó, khi bạn nhìn thấy đất khô, thì đủ biết cách nước còn rất xa. Đó nghĩa là tu đạo tất phải từ từ, chẳng phải một ngày nóng, 10 ngày lạnh. Nếu như thế, thì cách xa đạo 84.000 dặm. Nếu dụng công tu hành không ngừng, thì giống như mỗi ngày đều đang đào giếng. Thời gian lâu thì dù nơi đất cao, cuối cùng sẽ thấy đất ướt, dần dần lại thấy được bùn. Đó cũng như tu đạo. Dần dần sẽ chứng được sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Nếu tâm quyết định đào giếng không ngừng, thì biết chắc sẽ được nước. Tức cũng ví dụ, một khi tu đạo dụng công khổ tu, thì tất định cách Phật đạo không xa. Kinh văn. Bồ Tát cũng lại như thế. Nếu chưa nghe, chưa hiểu, chưa thể tu tập kinh Pháp Hoa này, thì cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác còn xa. Nếu được nghe hiểu, suy nghĩ, tu tập, thì biết được cần quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giảng giải. Bồ Tát cũng như ở trên vừa nói, nếu có người chẳng nghe qua hoặc chẳng hiểu rõ kinh Pháp Hoa, thì cũng không thể y theo kinh Pháp Hoa mà tu hành. Ông nên biết, người đó cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác của Phật còn xa. Nếu được nghe thấy, hiểu rõ suy gẫm, y chiếu kinh Pháp Hoa mà tu hành, thì tất được vô lượng tam muội. Chắc chắn cách quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng bao xa. Cho nên nói, bộ kinh Pháp Hoa này là pháp khai quyền hiển thực. Nếu ai hay nghe được kinh Pháp Hoa, thì đều là người có căn lành lớn, có trí huệ lớn. Kinh văn. Tại sao? Vì tất cả Bồ Tát chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác đều thuộc nơi kinh này. Kinh này khai mở môn phương tiện, mở bài tướng chân thật. Tạng kinh Pháp Hoa này sâu xa vững chắc, chẳng ai đến được. Này Phật vì giáo hóa thành tựu Bồ Tát mà khai thị. Giảng giải. Tại sao? Vì tất cả Bồ Tát chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác đều bao hàm ở trong bộ kinh Pháp Hoa này. Bộ kinh này đều đã khai mở hết thảy pháp môn phương tiện, chỉ bày ra diệu lý tướng chân thật, mà mỗi chúng ta, chúng sinh đều có đủ thật tướng lý thể này. Chỉ bất quá một số người quay lưng với giác ngộ mà hợp với trần lao, chẳng biết mình có tướng chân thật như thế. Pháp hàm tàng trong bộ kinh Pháp Hoa này có đủ vô lượng ức, sâu không thể dò như biển cả. Thiên ma ngoại đạo không thể phá hoại được, cho nên gọi là pháp vững chắc. Mà pháp trong bộ kinh này ẩn mà chẳng thấy.
dùng quả vị Phật để luận. Nếu muốn đến quả vị Phật, thì phải trải qua 9 bậc, từ 9 pháp giới đến pháp giới của Phật, là một đoạn đường rất dài. Vì quá dài, cho nên con người không dễ gì đạt đến trình độ kinh Pháp Hoa. Hiện tại, Phật khai quyền hiển thật, mà vì bạn mở bày con đường thành tựu của Bồ Tát. Kinh văn: Dược Vương, nếu có Bồ Tát nghe kinh Pháp Hoa này mà kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết người đó là Bồ Tát mới phát tâm. Nếu hàng thanh văn nghe kinh này mà kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết người đó là kẻ tăng thượng mạng. Giảng giải: Nếu như có Bồ Tát nghe được bộ kinh Pháp Hoa này mà tâm sinh kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết họ đều là bậc mới phát tâm Bồ Tát. Nếu hàng thanh văn nghe được bộ kinh Pháp Hoa này mà sinh tâm kinh hãi, hoài nghi, sợ sệt, thì nên biết họ chẳng đủ lòng cung kính và sự tín ngưỡng Phật Pháp Tăng, cho nên tăng trưởng tâm cống cao ngã mạn. Như hội Pháp Hoa vừa mới bắt đầu, thì có 5.000 đệ tử của Phật. Một khi nghe Phật muốn nói kinh Pháp Hoa, thì ai nấy đều bỏ về. Kinh văn: Dược Vương, nếu có người thiện nam, người nữ nào, sau khi Như Lai diệt độ, muốn vì bốn chúng nói kinh Pháp Hoa này, thì người thiện nam, thiện nữ đó phải vào nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, rồi mới nên vì bốn chúng rộng nói kinh này. Giảng giải: Dược Vương, nếu như có người thiện nam, người thiện nữ tại gia hoặc xuất gia muốn nói kinh này sau khi Đức Như Lai diệt độ, thì nên làm thế nào? Những người thiện nam, người thiện nữ đó phải ở trong nhà Như Lai, mặc y Như Lai, ngồi trên pháp tòa của Như Lai, rồi mới có thể vì bốn chúng rộng nói bộ kinh này. Kinh văn: Nhà Như Lai là có tâm đại từ đại bi đối với tất cả chúng sinh. Y Như Lai là tâm nhu hòa, nhẫn nhục. Tòa Như Lai là tất cả các pháp không, an trụ ở trong đó, rồi sau đó dùng tâm không giải đãi mà vì các Bồ Tát và bốn chúng rộng nói kinh Pháp Hoa này. Giảng giải: Nhà Như Lai là có đủ tâm đại từ bi. Nếu chịu đựng được người khác đánh chửi mắng mà chẳng sinh một chút tâm sân hận, thì tức là có tinh thần vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, xem sự đau khổ của tất cả chúng sinh giống như sự đau khổ của mình. Đó là vào nhà Như Lai. Mặc y Như Lai là gì? Tức là có tâm nhu hòa và tâm nhẫn nhục, chẳng có lửa vô minh nóng giận. Nếu muốn học tâm nhẫn nhục, thì chẳng phải suốt ngày đến tối cứ niệm hai chữ nhẫn nhục. Khi nghịch cảnh đến, thì chẳng chịu đựng được. Vì đó chẳng qua là dụng công phu ở ngoài da, chẳng phải lão thật tu hành thì mới đạt được công phu nhẫn nhục thật sự. Nếu xem tất cả các pháp đều không, thì chẳng chấp trước người, chẳng chấp trước pháp. Đó là ngồi trên tòa Như Lai. Nếu đầy đủ được ba điều kiện này, thì sau đó dùng tinh thần chẳng giải đãi, vì tất cả Bồ Tát và Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ rộng nói bộ kinh Pháp Hoa này, lúc đó được tất cả chư Phật Bồ Tát trong 10 phương, người chẳng phải người, vân vân, đều đến hộ niệm và nghe người đó giảng bộ kinh này. Kinh văn: Dược Vương, ta ở nơi nước khác, sai người biến hóa đến để nghe pháp, và cũng sai Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ đến nghe người đó nói pháp. Những người biến hóa đó nghe pháp tin nhận, tùy thuận chẳng nghịch. Nếu người đó nói pháp ở chỗ vắng vẻ, thì ta rộng sai trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula đến để nghe nói pháp. Tuy ta ở nước khác, nhưng luôn luôn khiến cho người nói pháp được thấy thân ta. Nếu ở nơi kinh này quên mất câu kinh văn, thì ta sẽ vì người đó nói khiến cho được đầy đủ. Bây giờ Đức Thế Tôn muốn thuật lại nghĩa này, bèn nói bài kệ rằng: Giảng giải: Dược Vương, tuy ta ở tại thế giới Ta Bà vào Niết Bàn, đến nước khác giáo hóa chúng sinh, song có người ở tại nhân gian vào nhà Như Lai
mặc y Như Lai, ngồi tòa Như Lai, giảng giải bộ kinh này, thì ta phái tất cả người biến hóa của ta khắp nơi đến khuyên mọi người đến nghe vị pháp sư đó giảng bộ kinh này. Ta còn phái những tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, biến hóa của ta đến để nghe pháp này. Họ còn y chiếu theo pháp của kinh Pháp Hoa này mà tu hành, tùy thuận tiếp nhận nghĩa lý kinh văn. Nếu như vị pháp sư đó nói pháp tại núi rừng hoặc nơi vắng vẻ, thì ta phái tất cả trời, rồng, quỷ thần, Càn Thác Bà, Atula đến để nghe người đó nói pháp. Tuy ta ở tại nước khác, song ta vẫn luôn khiến cho người nói pháp đó thấy được thân của ta. Vì sao? Nghĩa là hay vì diễn nói, nghe, đọc tụng kinh Pháp Hoa, thì như thấy được ba thân bốn trí của Phật. Vì chân thân của Như Lai, tức là kinh Pháp Hoa. Nếu như có người quên mất câu kinh văn của kinh Pháp Hoa, thì ta sẽ nói cho người đó, khiến cho người đó nhớ lại kinh văn đã quên. Nghĩa là mong mỏi sự gia bị của Phật, được khai mở trí huệ, khiến cho người đó nhìn qua kinh văn liền thấu rõ. Lúc đó, Phật lộ ra tâm đại từ bi của Ngài, nguyện vì đại chúng thuật lại pháp vừa nói ở trên, bèn dùng kệ nói lại cho rõ ràng. Kinh văn: muốn lìa sự giải đãi, hãy nên nghe kinh này. Kinh rất khó được nghe, tin nhận được cũng khó, như người khác tìm nước, đào khoét nơi cao nguyên, do thấy đất còn khô, biết rằng nước còn xa, dần thấy đất bùn ướt, biết chắc chắn gần nước. Giảng giải: nếu ai muốn lìa xa sự giải đãi, thì nên nghe bộ kinh Pháp Hoa này. Bộ kinh Pháp Hoa này rất khó được gặp. Tức là người có cơ hội được nghe bộ kinh này cũng chẳng dễ gì tin diệu pháp trong bộ kinh này, cho nên cũng không thể đắc được tác dụng của diệu pháp này. Ví như có người rất khát nước, muốn uống nước, cho nên đến vùng cao nguyên để đào giếng. Xong, đất ở cao nguyên rất là khô, phải mất thời gian rất lâu mới đào được hố sâu. Xong, cách nước vẫn còn xa. Nếu người đó quyết tâm tiếp tục đào, thì cuối cùng chắc chắn sẽ tìm được nước. Đạo lý này ví dụ ở tại địa vị phàm phu chúng ta. Nếu muốn tu thành Phật đạo, thì phải thâm nhập nghiên cứu tạng kinh, y theo pháp tu hành. Tuy chúng ta ở trong đời ác năm trược, từ vô thỉ đến nay, tự tánh đầy dẫy vô minh phiền não, cống cao ngã mạn, cho nên chẳng dễ gì tu đạo. Cách quả vị Phật 84.000 dặm. Song nếu chí nguyện vững chắc, thì từ địa vị phàm phu đến địa vị sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, cách Phật không xa. Nếu có thể tiếp tục tiến về trước, thì có ngày sẽ đạt được quả vị Phật. Kinh văn: Dược Vương, ông nên biết, tất cả những người đó không nghe kinh Pháp Hoa, cách trí Phật rất xa. Nếu nghe sâu kinh này, chắc rõ Pháp Thanh Văn là vua trong các kinh. Nghe rồi suy gẫm kỹ, nên biết những người đó gần kề trí huệ Phật. Giảng giải: Dược Vương, ông nên biết, những người ta nói ở trước, nếu chẳng nghe được bộ kinh Pháp Hoa này, thì những người đó đều cách trí huệ của Phật rất xa. Nếu nghe được diệu pháp sâu xa của bộ kinh Pháp Hoa này, thì họ thật sự hiểu rõ pháp của hàng Thanh Văn là Phật quyền xảo phương tiện, biết kinh Pháp Hoa mới là vua trong các kinh. Nếu nghe rồi, tập trung tinh thần để suy gẫm tu tập chỗ diệu và nghĩa lý của bộ kinh này, thì ông nên biết, người đó gần kề khai ngộ trí huệ của Phật. Kinh văn: nếu người nói kinh này, nên vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, ngồi tòa của Như Lai, trông chúng chẳng sợ sệt, rộng vì phân biệt nói. Đại từ bi làm nhà, y nhu hòa nhẫn nhục, các pháp không làm tòa. Nơi đó vì nói pháp, nếu khi nói kinh này, có người ác khẩu mắng, như đao gậy ngói đá, vì nhớ Phật nên nhẫn. Giảng giải: nếu sau khi ta diệt độ, có người vì đại chúng giải thích nói bộ kinh Pháp Hoa này, thì người đó phải vào nhà Như Lai, mặc y của Như Lai, ngồi trên tòa của Như Lai, sau đó ở trong đại chúng nghiêm trang,
chẳng có sợ sệt rộng nói bộ kinh này. Nghĩa là, người đó phải có tâm đại từ bi của Phật, phát nguyện muốn cứu độ tất cả chúng sinh, lìa khổ được vui, đối với mọi người đều nhu hòa nhẫn nhục. Nhẫn những gì mà kẻ khác không nhẫn được, nhường những gì người khác không nhường được. Vẫn phải phá mọi chấp trước người và Pháp, thì mới ở trên Pháp tòa vì đại chúng nói kinh này. Nếu khi giảng giải bộ kinh này, mà có người dùng ác khẩu để mắng chửi người đó, hoặc dùng đao gậy ngói đá để đánh người đó, thì người đó nhớ tâm từ bi của Phật, nhớ tâm nhẫn nhục tất cả các Pháp, nhớ tất cả Pháp đều không. Kinh văn: ta ngàn vạn ức cõi, hiện thân tịnh kiên cố, nơi vô lượng ức kiếp, vì chúng sinh nói Pháp, nếu sao ta diệt độ, người nói được kinh này, ta sai hóa bốn chúng, tỳ kheo, tỳ kheo ni, và cư sĩ nam nữ, cúng dường Pháp sư đó, dẫn đạo các chúng sinh, tập hợp khiến nghe Pháp. Nếu có kẻ ác hại, dùng đao gậy ngói đá, thì ta sai hóa nhân để bảo hộ người đó. Giảng giải: Đức Phật nói, sau khi ta diệt độ, ta ở trong nghìn vạn ức cõi nước, hiện Pháp thân thanh tịnh và kiên cố, ở trong vô lượng ức kiếp, vì hết thảy chúng sinh nói Pháp. Nếu sau khi ta diệt độ, có vị Pháp sư nào hay giải nói bộ kinh Pháp Hoa này, thì ta sẽ phái hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, những người biến hóa của ta, đến cúng dường vị Pháp sư giảng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Ta sẽ dẫn đạo tất cả chúng sinh tập hợp lại một chỗ, khiến cho họ nghe kinh Pháp Hoa. Nếu có người dùng đao gậy và ngói đá để hại vị Pháp sư đó, thì ta sai những người biến hóa tự tại đến bảo hộ vị Pháp sư đó. Kinh văn: nếu người đó nói Pháp một mình nơi chỗ vắng, vắng vẻ chẳng người nghe, đọc tụng kinh điển này, bấy giờ ta sẽ hiện thân thanh tịnh quang minh. Nếu quên mất chương câu, vì nói khiến thông lợi, nếu người đủ đức hạnh, hoặc vì bốn chúng nói, nơi vắng đọc tụng kinh, đều được thấy thân ta. Nếu người nơi chỗ vắng, ta sai trời Long Vương, dạ xoa quỷ thần thảy, để làm chúng nghe Pháp. Người đó thích nói Pháp, phân biệt chẳng quái ngại, vì chư Phật hộ niệm, hay khiến đại chúng vui. Nếu gần gũi Pháp sư, mau được Bồ Tát đạo, tùy thuận thầy đó học, được thấy hằng sa Phật. Giảng giải: nếu như sau khi ta diệt độ, có người muốn vì đại chúng nói bộ kinh Pháp Hoa này, song người đó một mình ở chỗ hoang dã, không có người, nơi đó thanh tịnh, mỗi ngày chẳng nghe tiếng người, người đó ở tại nơi này đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa này, lúc bây giờ, ta sẽ vì một người đọc tụng bộ kinh Pháp Hoa mà hiện ra Pháp thân thanh tịnh quang minh. Đó là kinh Pháp Hoa hay khiến cho người đọc tụng khai mở đại trí huệ. Có trí huệ thanh tịnh thì sẽ có quang minh thanh tịnh. Có quang minh thanh tịnh thì tự nhiên sẽ hiện ra Pháp thân thanh tịnh, cho nên gọi là Pháp thân thanh tịnh quang minh. Nếu như người tụng trì kinh Pháp Hoa mà quên mất một bài kệ hoặc một câu kinh, thì ta sẽ yên lặng nói cho người đó, như ở trong thiền định hoặc ở trong mộng, khiến cho người đó ký ức nhớ lại. Nghĩa là Phật thường ở trong cõi thường tịch quang tịnh độ, dùng sức oai thần của Ngài để gia bị cho người thọ trì giải nói, khiến cho trí huệ của người đó tăng trưởng. Nếu có người đầy đủ sức mạnh vì bốn chúng nói kinh Pháp Hoa, hoặc ở tại nơi vắng vẻ đọc tụng kinh này, thì ta sẽ khiến cho họ được thấy Pháp thân của ta. Kỳ thật, bộ kinh Pháp Hoa tức là Pháp thân của Phật. Nếu người nào hay đọc tụng, tất sẽ khai mở trí huệ của Phật và được thấy Pháp thân của Phật. Nếu như có người ở tại nơi hoang dã, rừng sâu, núi thẳm, giải nói bộ kinh này, thì ta sẽ sai tất cả trời rồng, tám bộ chúng, dạ xoa, quỷ thần, vân vân, đến làm thính chúng trong Pháp hội này. Người đó thích giảng kinh Pháp Hoa, mà còn giải nói diệu lý của kinh này.
được Viên Dung Vô Ngại, Quang Quang chiếu với nhau, Lỗ Lỗ thông với nhau, chẳng có quái ngại. Vì Phật đều đang gia bị cho người đó, khiến cho pháp của người đó nói, làm cho đại chúng sinh vui mừng. Nếu có người thường gần gũi vị pháp sư này, tất rất mau chóng đạt Bồ Tát đạo. Nếu theo vị pháp sư đó học Phật pháp, thì tương lai chắc chắn sẽ thấy được các đức Phật, nhiều như số cát sông Hằng, rờ đầu thọ ký cho người đó.